Xin chào mừng cả nhà đã quay trở lại với Melan TV. Hôm trước Melan TV có làm một clip hướng dẫn anh chị khi mà lan của mình nó bị thiếu nắng thì mình nên bổ sung cái gì. Thì hôm trước cũng có hướng dẫn anh chị là khi mình thiếu nắng mình bổ sung cho nó là manhê, là mình tưới cái super manhê này nè để cho cây nó bổ sung dục tố, để cho cây nó quang học tốt, để cho nó phát triển tốt, lá trên nó phải to lá dưới. Thì có nhiều anh chị hỏi bây giờ vườn anh chị, vườn của mình nắng nhiêu đó đủ không, vườn của mình nắng nhiêu đây, nắng buổi chiều thôi có đủ không, như thế nào là thiếu nắng. Thì trong clip lần này Melan TV sẽ chia sẻ một số cái điểm mà mình sẽ nhận biết là cái vườn mình nó thiếu nắng hay đủ nắng nha cả nhà. Rồi Melan TV sẽ gặp lại mọi người sau vài giây nữa. Trong thời gian đó mọi người hãy nhớ bấm đăng ký, bật chuông thông báo để ủng hộ Melan TV nha. Rồi đây mọi người, thì cái dấu hiệu đầu tiên để nhận biết cái cây lan của mình nó bị thiếu nắng đó chính là mình dựa vô màu sắc của lá, và màu sắc và cái độ hình dạng thôi. Rồi bây giờ mình nói tới màu sắc trước đi. Màu sắc của lá mình như thế này là mình biết chắc là nó bị thiếu nắng nha. Đây mọi người, không phải chậu này đâu, cái chậu này nè. Mọi người thấy cái màu lá của mình nó màu xanh đen ha, xanh mà đậm đen như thế này là nó thiếu nắng chắc luôn. Lá mà đủ nắng thì nó phải có màu xanh diệp lục, là nó đủ diệp lục tố mọi người. Thì nó có đúng không, nghĩa là màu xanh lục thì đó đó nó mới gọi là cái màu màu mà cây của mình đủ nắng. Còn thấy ô sao cây của mình nó xanh nhìn đảo quá, nó xanh nhìn xanh đảo quá, không phải đâu, xanh vậy là thiếu nắng đó mọi người. Nó xanh rất là đậm ha, xanh đen đó mọi người, xanh đậm chứ không phải là màu xanh lá. Thì ai cũng biết màu xanh lá là màu xanh như thế nào đúng không mọi người. Còn xanh này thì nó cũng là lá đó nhưng mà nó hơi bị đậm đen rồi. Đây là thiếu nắng nè, cây sẽ không phát triển tốt hơn. Rồi tiếp theo là cái màu như này, cái lá của mình nó bị loang lỗ, nó bị loang lỗ ha. Xanh không đều, chỗ thì xanh chuối, chỗ thì xanh đậm, nó màu loang lỗ. Thì hôm trước cái lá này bị nặng lắm, nghĩa là loang lỗ vàng, cái màu xanh lá với màu xanh đen nó nặng lắm. Nhưng mà có xịt một liều super manhê bây giờ đỡ rồi nè. Rồi và về cái hình dạng của lá thì cái lá của mình nó cứ rũ mọi người, nó xanh đen và nó mềm, nó rũ, nó không được dựng đứng lên, không được khỏe phắn ha. Thì đó là cũng một cái dấu hiệu của việc bị thiếu nắng. Một anh chị, nhiều anh chị cứ nhắn tin hỏi là ủa sao cái lá của lan của mình nó cứ héo mà cứ rũ xuống này. Thật ra không phải là nắng là nó héo lá đâu, thiếu nắng nó cũng bị mềm và nó rũ xuống, nhìn nó rất là thiếu sức sống ha. Rồi cái đó là một về màu sắc và hình dạng ha. Rồi tiếp tục, đây mọi người xem cây lan này đã không ạ? Đã nhưng mà mướt á, nhưng mà cái ngọn nè, đúng mọi người thấy cái ngọn của mây lan không? Cái ngọn của cây lan không? Nó mềm mà nó rũ vậy nè. Nó không được vương cứng cáp ha. Thì và nó bị ngã sang một bên, cây lan của mình mà nó phát triển sang một bên như thế này nè, là nó chỉ được chứng tỏ là nó bị nắng, nó được hưởng nắng có đúng một bên thôi. Nè, cái ngọn đầu này nó cũng hướng qua một bên nè. Đó là cái vườn của mình nó không nắng nha. Rồi bây giờ Melan TV sẽ cho mọi người xem cái cây lan mà nó đủ nắng thì nó sẽ đi như thế nào. Rồi đây là lan đủ nắng nha, lan đủ nắng của vườn mà Melan TV mới lấy về. Tại vì vườn nó sẽ ăn nắng từ sáng cho tới chiều ha, tại vì không gian nó rất là rộng, nó không bị che nắng chỗ nào hết. Nó cũng có ngọn nè, nó cũng có ngọn đàng hoàng, nó đang đi ngọn đàng hoàng nhưng mà nó không bị rũ giống như cái ngọn vừa rồi mọi người xem đúng không? Cái ngọn vừa rồi mọi người xem là cái lá nó mềm, nó rũ, nó cụp xuống và nó đi theo đúng một hướng thẳng băng lên như nè. Tại vì nó sẽ đủ nắng hết tứ phía mà, nên là nó đảm bảo cho cây lan quang hợp tốt và lá rất là cứng cáp và ngọn đi rất là ok. Đây nha mọi người, đây nha, đó ngọn cứ phát triển thẳng lên ha. Ngọn cứ phát triển thẳng lên thì cây lan mình cứ đi thẳng lên như thế này là cây lan nó hưởng đủ nắng, sáng chiều và bốn phía đều có nắng hết. Còn cây lan của mình chẳng hạn như bị nghiêng đầu này, bị ngã đầu kia là nó sẽ là cái vườn của mình đang bị thiếu nắng ha. Rồi bây giờ sẽ cho mọi người xem khi cái lan đủ nắng ở vườn mà về mình treo chỗ không nắng thì mình cái dấu hiệu gì mình sẽ nhận biết được ha. Đây nha các mọi người, vì mình treo hướng này ha, hướng này là nắng chiều nè, buổi sáng là không nắng nè, thì là nó cứ nghiêng, cái cây của mình nó phát triển theo hướng nghiêng, nó phát triển theo hướng nghiêng nè. Tại vì hai thân này thân tơ là mới thắt ngọn ha,
thân già thì nó sẽ không bị cong đâu, nhưng mà thân tơ nó đang đi ngọn thì nó sẽ tiếp tục, nó sẽ hướng sang hướng nắng là nó bị cong cái thân ha, nó không được thẳng thân giống như là nãy là Melanchthon cho mọi người xem cây mới lấy ở vườn về. Rồi thì đó là một trong những cái dấu hiệu mình nhận biết được là cái vườn lan của mình nó có đủ nắng hay không. Thứ nhất là cái lá màu xanh rất là đen, nó không phải là màu xanh lục của lá ha. Cái thứ hai là lá nó mềm, nó rũ chứ nó không được cứng cáp ha. Cái thứ ba nữa là các ngọn lan nó sẽ đi theo một, nó bị nghiêng hướng này hoặc là nghiêng hướng kia, hoặc là nó không đi thẳng băng lên như thế này ha. Thì đó là cái vườn của mình nó bị thiếu nắng, thiếu ít hay là thiếu nhiều thôi mọi người, thì cái tình trạng ha. Như vậy là hàng tháng hoặc là hàng hai tuần một lần mình bổ sung cho nó là super manhê ha, hoặc là các loại phân bón dành cho lan mà có bổ sung trung lượng manhê, phun thêm vi lượng sắt để cho giúp cây của mình nó quang hợp tốt hơn nha cả nhà. Nó quang hợp tốt, lá nó cứng cáp phát triển thì cây lan sẽ khỏe hơn nha. Thì đó là, tại vì đó là một cái clip ngắn, mình chia sẻ một ít thông tin thôi để cho trả lời rất nhiều câu hỏi của anh chị đã hỏi Melan TV. Nếu anh chị nào có câu hỏi gì, có vấn đề gì cứ để lại dưới phần bình luận, thì cái câu hỏi nào mà có vấn đề mà nào nhiều người gặp nhất thì Melan TV sẽ làm clip và trả lời cho anh chị ha. Có thể là có cái Melan TV biết thì Melan TV sẽ trả lời, có cái không biết thì mình sẽ đi hỏi chuyên gia, mình hỏi những sư phụ của mình để mình trả lời cho khách hàng của mình để chăm được những giò lan đẹp nha cả nhà. Rồi hẹn gặp lại mọi người ở những clip lần sau ạ.